Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kệ Tiếng Đạt của em. Kính thưa tất cả quý khán giả, ngày hôm qua thì có khá nhiều khán giả điện thoại và nhắn tin cho em hỏi thăm là chị Hằng đã về hay chưa, đặc biệt là cái câu chuyện pháp lý của các bạn doanh nhân đường cao tốc 4 làn đến thời điểm này là như thế nào, có bị cơ quan chức năng triệu tập hay không, hoặc là cái câu chuyện của anh Hoàng đến thời điểm này là nó đi về đâu, vân vân. Như quý khán giả cũng đã biết là ngày hôm qua em chạy lên chạy xuống ở thành phố Long Xuyên vì con em bệnh nằm bệnh viện ở dưới á. Lúc khán giả điện là em đang ở trong phòng hoặc là trong bệnh viện, em chỉ nói chuyện được vài tiếng thôi và nhắn tin em cũng không trả lời được. Nên bây giờ em quay cái video để em trả lời cụ thể với quý khán giả trước, rồi mình đi vào cái nội dung chính chia sẻ trong ngày hôm nay. Chị Hằng á, thì hiện tại khi nào quý khán giả xem chính xác các thông tin từ truyền thông, báo chí chính thống thì quý khán giả mới tin. Thậm chí em có nói với quý khán giả là chị Hằng về rồi thì quý khán giả cũng đừng có tin. Nếu như mà một cái trang Facebook hay là một kênh YouTube nào đó nhỏ nhỏ người ta nói, có thể người ta bị xử phạt vi phạm hành chính. Còn riêng em á, đã theo cái câu chuyện drama này suốt hơn 3 năm rồi. Bây giờ em có biết cái thông tin ngoài lề xe ôm nước mía chị Hằng về hay ở, em cũng không dám nói. Em nói tầm bậy em đi xa luôn à. Đi xa đi luôn luôn á, đi không có đường về luôn á. Cái đó là em muốn trả lời thẳng thắn với quý khán giả là như vậy. Còn về cái chuyện của bà doanh nhân đường cao tốc Bốn Làng thì vừa rồi anh Hòa cũng có nộp đơn lên bên phòng hình sự ở trên quận rồi. Và quý khán giả biết cái ngày mà mấy chú áo xanh đi tìm đường cao tốc Bốn Làng đó, em là cầm đèn chạy dứt ô tô em làm, nói chung là nó không để kế hoạch hay sao đó thì cái đó mình không biết, nhưng mà nghe thông tin ngoài lề là có nha. Và cái đêm đó thì bà này mới tắt đèn nó hù để một cái bóng đèn le lét ở trong nhà thôi, một bóng đèn rất là nhỏ. Và sau cái sự kiện ngày hôm đó đó thì cũng tiếp tục lên trên mạng chu chéo nữa, vẫn tính nào tắt máy. Bà này chỉ chờ đợi là pháp lực người ta đưa xe xuống ta rước bà lên, hoặc là có một cái hình phạt nào đó từ luật pháp. Mà phạt cái này là tôi tin quý khán giả phạt 5.500.000, 7.500.000. Bà này bà vẫn thách thức, bà vẫn xem thường. Cái tính bà này là như vậy. Hồi đó giờ bà chửi nhiều cơ quan ban ngành rồi, chứ không phải là mới chửi một hai người. Cho nên đó là mình chỉ chờ đợi một cái kết cuối cùng từ cơ quan chức năng thôi. Còn đơn của anh Hòa kiện đó là chỉ kiện dân sự thôi, bắt quá thì lên xin lỗi. Mà cái ăn tiền nhất là những cái đoạn video clip tôi gửi qua, và đặc biệt hơn là cái đường link Facebook chửi ông Trà Văn Lào, ông Hồ Văn Vui, ông Lê Văn Hiệp đó. Thì để sau này các bà này phải giải trình như thế nào tại cơ quan chức năng ha. Chúng ta thấy sai thì chúng ta lên án thôi, còn về việc có tội hay không là do thuộc thẩm quyền của luật pháp, chứ chúng ta không phải là pháp lực. Chúng ta không có phán xét tội của ai đó. Đừng có bắt chước cái con ở Gò Vấp là vô pháp vô thiên. Khi mới in cái đơn thôi mà nó tuyên bố bắt người này 2 năm, bắt người kia 3 năm, nó làm gần lên, nó làm đủ thứ cho hết. Thôi bây giờ nó im rồi. Tối qua thì nó cũng đăng lên, nó chửi tôi, nó kêu tôi chung vô hán nó này kia cái nọ đó. Thì thôi bây giờ để cho nó đó đi, để cho nó chung chéo đi. Và trong cái video này em xin nói về một số các đối tượng cộm cán và hiện cũng đang nằm trong cái danh sách bị gia đình bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Kính thưa tất cả quý khán giả, lúc bà Nguyễn Phương Hằng mà còn livestream ở ngoài đó thì có rất nhiều những cái đối tượng ô hợp, họ cấu kết với nhau thành bầy đàn để tấn công công kích vào phía gia đình người ta bằng những cái hành vi khác nhau. Có đứa thì làm YouTube kiếm tiền, tôi nói như cái thằng Cáo Dơ nè và thằng Phan Phong nè, rồi những cái thằng không kiếm tiền như cái thằng Bảy Gà nè. Cái kênh nó rất là dơ bẩn khán giả. Cái thằng đó thì cái YouTube không bao giờ bật kiếm tiền được, mãi mãi cuộc đời của nó. Tại vì cái miệng đó nó chuyện rất là dơ, rất là thối, không có khác gì cái con đường cao tốc Bốn Làng. Hai đứa này là phải nói là trời xanh một cặp, phải ông trời mà ông sinh ra hai đứa này là vợ chồng với nhau với khán giả, là phải gọi là nồi nào ấp dung nấy luôn. Hai đứa này phải nói nó dơ cực kỳ giống với nhau luôn. Mà tôi bắt cặp hết trơn à, tôi bắt ra cặp hết trơn. Riêng cái lớp đàn ông là có Bảy Gà nè, Tính Chầm nè, Lê Minh nè, rồi Hằng Giang Trang Dịch nè, Giang TV đó, Giang Trang Dịch đó, chửi bà Hằng mà được có nhà ở luôn đó, quý khán giả thấy ngon lành không? Tôi ủng hộ bà Hằng là hơn 3 năm nay đó, quý khán giả thấy tôi vẫn còn ở nhà thuê, và người ta chửi bà Hằng mà người ta có nhà ta ở, quý khán giả ngon không? Mà cái con nang đường cao tốc Bốn Làng đó, chửi bà Hằng hơn 3 năm nay, bây giờ có tiền đi cho con đi du học ở bên Anh đó, quý khán giả thấy chưa? Còn tôi ủng hộ bà Hằng đây nè, con nằm bệnh viện đây lo chặt chặt luôn, cái đó nó thật cho quý khán giả không? Có một số khán giả cũng có nhắn tin cho tôi nè, cũng có điện nói cho anh hỗ trợ em, cho anh tặng cho con em thùng sữa này cái nào, tôi không có nhận. Cái đó nó thật với quý khán giả đó. Tại vì thí dụ như em không nói em giấu quý khán giả cũng không biết nữa. Mà có khán giả có nhắn tin, có điện thoại
anh gửi cho em con em thùng sữa vậy đó, em anh chuyển vô cái số tài khoản trên kênh cho em đó. Không, em không nhận nha, em chuyển em cũng không nhận nữa, chuyển em cũng chuyển trả lại. Mình không có đi ăn xin, em chưa đến nỗi ăn xin nha quý khán giả, chưa có đến nỗi khó khăn. Thí dụ như em bán hàng, quý khán giả mua hàng ủng hộ em là em mừng rồi nha, mua hàng ủng hộ là mừng rồi. Tại vì thời điểm bây giờ kinh tế rất là khó khăn, em cảm nhận được cái điều đó. Anh chị kiếm ra được cái đồng tiền thì cũng rất là cực khổ nha. Trước giờ thì anh chị cũng giúp nhiều rồi. Như trong em theo câu chuyện này có nhiều những vị khán giả là thật sự quý khán giả là em kể ra không hết được những cái tình cảm. Đặc biệt là như anh Heidi Đặng nè, rồi chị Hana Lam nè, chị Ngô Si Quỳnh nè, rồi chị Phượng ở quận 7 nè, rồi anh Minh nè, rồi cô Tư nè. Trời ơi bây giờ em nói chị Tina Mùi nè, em nói là em kể không hết nổi quý khán giả. Nó có quá nhiều những anh chị mà thương, có những cái phần quà Tết cho con mình đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà bây giờ thôi, em làm gì cũng ổn rồi, cũng tạm được quý khán giả. Tuy nó khó khăn mà nó khó khăn một lúc rồi. Mấy năm trước em còn khó khăn còn nhiều hơn bây giờ nữa. Bây giờ còn làm YouTube kiếm tiền mà, phải không? Em có chưa có đi ăn xin giống con Nang ha. À, em khổ như em làm kiếm tiền chứ em không đi ăn xin như kiểu con Nang. Nó để tiền cho con nó đi du học bên Anh á. Rồi ở đây nó không có tiền đi xin nước suối người ta nó uống ha. Rồi mình nói về cái câu chuyện đó như vậy. Quý khán giả biết là thằng Bảy Gà chắc có thể, nha quý khán giả, tôi dự đoán chắc có thể là có một cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng, hoặc là có một cái tín hiệu gì đó. Mà gần đây quý khán giả thấy nó ít lên những cái đoạn livestream mà nó chửi bới xúc phạm bà Hằng. Nhưng mà cái thằng này là cái thằng chửi bà Hằng rất là tục tiểu quý khán giả. Chửi bà Hằng như là con nghiệp xúc, rồi con dâm lòn để tiện gì này, kêu nó chửi tà la tè la me từ lớp dưới chân á. À, nếu mà tôi nhắc lại nhiều khi cái kênh tôi YouTube nó không có thiện cảm nữa, rồi chỉ và chửi bà Hằng là tiền nổ, rồi con cuồn cuộn, rồi con dũng sừng này kia cái nọ, ôi nó kêu đủ thứ chân. Còn thằng Giang Trang Dịch đó, thì kêu bà Hằng là mụ yêu tinh nha. Thằng Giang Trang Dịch chỉ là thằng tính chầm, mà quý khán giả thấy thằng tính chầm nó trốn hơn một năm nay rồi, trốn mất tiêu luôn rồi quý khán giả. Nhưng mà bây giờ hôm nay tôi cho quý khán giả nghe lại cái đoạn video này ha. Nếu như bà gia đình bà Hằng mà nghe được cái đoạn video này thì quý khán giả nghĩ cái cuộc đời mấy nãy đi về đâu nha. Này, mời quý khán giả nghe nha. Nè, quý khán giả nghe lại nha. Một tiền nổi cấu kết các cái phần tử cực đoan tại ngoại. Đó, mụ tiền nổ cấu kết với các phần tử cực đoan ở hải ngoại. Nha, quý khán giả nghe lại nha. Một tiền nổi cấu kết các cái phần tử cực đoan tại ngoại để mà chống phá nước Mỹ, chống phá cái mối quan hệ giao hảo giữa hai nước, chia rẽ đồng bào trong nước và ngoài nước. Xin thưa với toàn thể quý vị, ngay trong buổi livestream ngày hôm qua, có một tỷ đồng đã nói: tôi đại diện cho người dân Việt Nam. Quý khán giả thân nghe chưa? Quý khán giả nghe một đoạn thôi, tại vì những cái lời nói của thằng tính chậm này nó dơ lắm quý khán giả nha, nó rất là dơ. Tôi sợ để lên nhiều quá nó dơ cái kênh của tôi á nha, nó dơ rất là dơ bằng cái đám này. Nó sẽ thật sự ông bà ta nói là tâm sinh tướng là nó y gan. Bây giờ quý khán giả nhìn đi, bao nhiêu doanh nhân, bao nhiêu giám đốc công ty doanh nghiệp vi phạm pháp luật, vướng vào cái dòng lao lý. Mà quý khán giả thấy cái sự phản ứng của dư luận như thế nào thì quý khán giả chắc cũng biết rồi. Còn riêng bà Nguyễn Phương Hằng thì được rất nhiều người yêu mến. Còn các đối tượng mà đi bịa chuyện, đi nói ông Dũng với bà Hằng như là âm mưu lật đổ chính quyền, chống phá chính quyền Việt Nam, hay là cấu kết với các thành phần cực đoan ở nước ngoài để gây chia rẽ khối đại đoàn kết, là quý khán giả thấy thằng tính chầm này nó nói giống y như cái con mà đường cao tốc bốn làn ở Gò Vấp vậy đó. Quý khán giả nhìn hai đứa này phải nói là ông trời ông sanh nó một cặp luôn. Lúc nó với Bảy Gà hoặc là nó với thằng này là nó phù hợp với nhau, quý khán giả phải nói là gọi là trai tài gái sắc luôn, môn đăng hậu đối luôn hai đứa này. Miệng rất là dơ khách chết, đàn ông gì mà miệng ăn nói mà kỳ cục kỳ đời. Mà tôi nói con cao tốc bốn làn, quý khán giả thấy tôi chưa bao giờ tôi dùng cái ngôn từ tục tiểu, tôi chưa bao giờ, hay là bậy bạ, hay là những cái lời nói mà gọi là nó dơ, nó mất vệ sinh, không bao giờ. Tại vì con tôi, quý khán giả biết là video tôi đăng lên cái nào con tôi cũng coi chứ. Thằng lớn 11 tuổi đăng lên giờ nào nó cũng coi chứ, live stream cũng coi mà đăng cũng coi. Rồi mình sợ mình nói bậy đây, con cái của mình tục tiểu đây, con cái của mình bắt chước theo ha. Không phải như là cái con Nang ha. Con Nang thì nói chung là cái mẹ một lứa rồi, nó y hệt vậy đó.
từ trên xuống dưới là nó photo ra cái là một danh sách luôn, y gan luôn, cầm cái ống gạt gạt cái là bằng gan luôn đấy. Rồi quý khán giả xem khi cái kênh này rồi tôi nói về con cao tốc bốn làn như vậy, thì một số kẻ vô nói tôi á, là mày đàn ông mà tối ngày mày đi công kích phụ nữ, tấn công phụ nữ này kia cái nọ. Rồi bây giờ quý khán giả nghe một cái đoạn mới chừng 15 giây, cô ăn tiếng trầm nó kêu bà Hằng là mụ tiền ngẫu đó, quý khán giả thấy sao? À, con yêu tinh rồi này kia nọ đó, quý khán giả nghĩ sao? Ừ, quý khán giả mụ yêu tinh đó nha, mụ yêu tinh không đó, rồi quý khán giả nghĩ sao này? Rồi thằng bảy gà nó chửi bà Hằng nữa, rồi bây giờ quý khán giả nghĩ sao về cái đám này? À, cái đám đầu trâu mặt ngựa, cái đám u hợp này. À, còn thằng Giang Trang Dịch cũng dữ nè, thằng Giang Trang Dịch là mụ yêu tinh không à, mụ yêu tinh không. À, bây giờ trả lời cô Hằng này, cô Hằng nọ, trời ơi, phải nói tôi bắt cỡ ghê quý khán giả. Như bây giờ tôi đang nói con Nang mà tôi quay lại tôi kêu á, à, chị Nang ơi, em thương chị lắm, chị Nang ơi, chị dễ thương lắm, chị xinh đẹp lắm, chị phúc hậu hiền từ lắm, chắc tôi mắc cỡ lắm quý khán giả nha, chắc tôi nói gì tôi mắc cỡ lắm. Con người của tôi không có nói gì được, không có nịnh nọt được, phải rồi tôi nói quý khán giả nha, ông trời sập xuống bây giờ tôi cũng nói gì gan vậy đó, con khác gì chứ, con người sống phải có tính chất quân tử chứ, còn sống mấy này quý khán giả thấy không? Chửi với nhục mạ xúc phạm người ta rồi xong hết trơn, xúm nhau xóa video sạch sẽ hết trơn, xóa hết, tội cho bà Hằng quý khán giả. Vướng vào cái dòng lao lý rồi thì đâu có ai ở nhà đâu mà xem xét là quy bằng này kia cái đó. Mà tôi nói thật nha, nhìn trong câu chuyện này, con của bà Hằng á mà nó để cho cái đám u hợp này nó công kích chửi bà Hằng đến thời điểm này thì phải nói là nó quá tệ, tôi nói thật sự luôn, quá tệ. Con bà Hằng con lớn cũng hơn 30 tuổi rồi, nó phải ít đâu, nhưng mà đến thời điểm này vẫn để người ta chửi mẹ mình như vậy, phải nói tệ quá. À, tôi không có xúc phạm nhưng mà tôi nói phải nói là tệ. Một cái con ắt ơ như cái con cái Gò Bắp đó mà để cho người ta chửi mẹ mình, xúc phạm mình tới giờ này mà không có một cái tác động gì chứ thì phải nói quá tệ, nói thật sự. Chứ gặp tôi dễ à, gặp tôi mà nói mẹ tôi xúc phạm mẹ tôi, chửi tôi mẹ tôi cái tôi tới nhà nha, không tôi tới nhà tôi làm gì chứ, tới nhà tôi lôi đầu mày ra đây mày nói chắc với tao, còn lên tới công an luôn nha, lên đây nói chắc. Bà Hằng cấu kết với ai, bà Hằng lấy trai ở đâu, bà Hằng thiếu nợ ai, mày cung cấp ra cho được cái bằng chứng. Tôi đến nhà rồi tôi đã lấy vỏ đá, lấy máy cắt đó, tôi cắt luôn cái cửa nó luôn nè, chứ đừng có nói mà phá hai ba lớp cửa. Dọc cái con này tôi nói quý khán giả, dọc cái lỗi lẻo mép mà mình nhìn đi, cái đám u hợp này nè nó công kích bà Hằng, nó nói điều nó giống nhau trơn. Quý khán giả nhìn đi, đứa nào nó cũng nói gan, con Nang nó cũng nói bà Hằng là âm mưu chống phá chính quyền, âm mưu lật đổ chính quyền này kia cái nọ. Ở xứ tôi này cũng có một hai thằng khùng nữa, mà đâu tôi nói quý khán giả giàu đó, giàu có đó, à, dân cũng có tiếng có địa vị đó, mà đi lại nói với tôi á, hỏi tôi hồi lúc trước, hỏi lúc mà chị Hằng mới bị bắt rồi kia cái nọ, hỏi tôi á, à, bà Hằng chừng nào đưa ra tòa xét xử. Tôi nói chưa có nghe báo chí rồi này kia cái nọ đó, dễ gì không ơi, dễ gì đưa ra được, bây giờ người ta đang điều tra bả cấu kết về bả âm mưu lật đổ chính quyền. Nói trời ơi, cái đầu ông phải nói cái đầu quá ngu à, tôi không có sửa cái đầu cũng được, tại vì cái đầu ông nó hư rồi, cái tư tưởng mà có suy nghĩ vậy thì phải nói là quá ngu. Quý khán giả nhìn đi, một người âm mưu lật đổ chính quyền chống phá đất nước mà đi cộng tác với tất cả các đơn vị từ năm 2007 cho tới bây giờ, 2017, 2016 đó, 2013 tới bây giờ, quý khán giả nhìn đi, người ta đi cộng tác biết bao nhiêu đơn vị, toàn bộ là cơ quan chức năng của nhà nước không, hỗ trợ bệnh viện, xây cầu, xây chùa, làm đường, trường học, hỗ trợ tăng ni, hỗ trợ bác sĩ học chân nâng cao. Ai mà phản động kỳ vậy? Quý khán động là giả thế là phản động là như là lăn miếng mạnh nè đó, mấy thằng này nó làm được cái trò chống gì cho quê hương đất nước đâu. Thái Văn Đường nè, rồi Dũng Vô Qua nè, Quy Tơ Lâm Mùi rồi nè, rồi bây giờ cái con bán gùm Gò Bắp nữa nè đó. Quý khán giả thấy nó đâu có làm được cái trò chống gì cho quê hương đất nước đâu, tiền ăn nó còn không có ăn nữa, ở đâu mà nó có ra mà để mà nó bỏ ra một đống tiền như vậy, thấy không? Rồi hôm nay xin chia sẻ với quý khán giả tới đây nha, để xem cái bà Hằng bà về coi mấy đối tượng này các bà tính sao quý khán giả, chứ thật sự mình nhắc tới nhắc lui hoài đó thì cảm thấy nó bức xúc lắm, thật sự quý khán giả nghe lại những cái đoạn video này mà phải nói là nó cực kỳ khó chịu luôn, không có ngồi bình tĩnh được luôn á quý khán giả. Nhiều khi mình muốn quay video mình muốn chửi trên cái video này luôn thật sự. Rồi thôi, chào tạm biệt quý khán giả nha, bye bye.